Xin chào cả nhà, em giới thiệu cả nhà một con đồng hồ Thụy Sĩ nha. Đây, không biết cả nhà đã từng gặp qua chưa. Rin nguyên con, từ khóa đến gì kia đó, còn tem luôn nha. Thụy Sĩ nha, kim dây nè, kim dây là bánh răng đang chạy nha. Đó, giờ và phút. Còn đây là bánh xe để chỉ ngày. Nó phải dặn lên dặn xuống nha. Hôm nay ngày 11. Còn thứ đó, chủ nhật, ô lộn, hôm nay là thứ hai rồi đó. Size của nó là 44 45, chưa nấm 44 45, đo phần nhỏ nha. Còn phần từ đây bánh xe này qua bánh xe này là phải 49 đó, của Thụy Sĩ nha, chứ không phải của Nhật hay China nha. Đây, em quay mọi góc cạnh luôn cho. Độc lạ nha, có 102. Cái này là dơ thôi chứ không có gì hết nha. Còn cái này rút, mình rút mình kéo núm này ra chỉnh giờ nha. Đó. Còn nguyên tem chưa khui luôn, nó đang chạy rất là chuẩn. Rồi để em đeo lên tay cho cả nhà cùng xem nha. Đẹp hú hồn luôn. Đó, nguyên riêng từ A đến Z, nguyên tem luôn. Đó, bánh xe đang chạy nha. Rồi cả nhà thấy đẹp chưa? Em chỉ có một con duy nhất nha. Bán đồng hồ cũng lâu mà lâu lâu mới có một con nha. Rồi em mời cả nhà nha.